nữa xin mời trân trọng kính mời đại diện từ phía nhà gái ạ. Xin mời trân trọng kính mời ông Quảng Văn Châu và bà Lò Thị Hoa, song thân phụ mẫu của cô dâu, sẽ cùng nhau lên sân khấu cùng với hai con của mình. Giới thiệu đến toàn
sống và làm việc tại xã Mường Báng, huyện Tùa Chùa, tình yêu chúng ta. Và quý vị, chúng ta sẽ cùng nhau dành một tràng pháo tay lớn để chào đón đại diện phía nhà trai chúng tôi ạ. Giờ sẽ đến ngày nhà gái hân hoan mừng rời quý, nhà trai hớn hở đón sơ hiền, hai bên cha mẹ sức đầy, anh đi làm gì em về làm giàu. Và ngay sau đây, bạn của chúng tôi xin trân trọng kính mời toàn thể quý vị và khách, chúng ta sẽ cùng nhau hướng mắt đến phía sân khấu nhỏ tình yêu để cùng chứng kiến những nghi lễ trang trọng nhất sẽ được diễn ra ngay sau đây. Và tiếp theo, xin mời cô dâu của chúng tôi, chúng ta sẽ tiến lên phía trước hai bước để thực hiện nghi thức trao nhẫn cưới một kỷ vật thiêng liêng. Xin trân trọng kính mời. Xin mời cô dâu chúng ta quay mặt về phía cô nhau ạ. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị đang quan sát hình ảnh thật tuyệt vời nhất trong buổi trưa ngày hôm nay, đó chính là cô dâu và chú rể chúng ta đang trong một giây phút thiêng liêng nhất trong cuộc đời của mình, đó chính là giây phút chào nhẫn cưới cực kỳ thật thiêng liêng. Và chiếc nhẫn thì không có điểm đầu cũng không có điểm kết thúc, nó tượng trưng cho một tình yêu bền bỉ và vĩnh cửu. Ngày hôm nay các bạn trẻ chúng ta sẵn sàng trao cho nhau vòng nhẫn cưới, điều đó chứng minh tình yêu của bạn trẻ chúng ta đã đủ lớn để vun đắp hạnh phúc đến suốt cả cuộc đời. Xin mời chú rể sẽ trao nhẫn cho vợ của mình đi ạ. Chú rể chúng ta đã từng ước rằng ước gì anh lấy được nàng, từ anh đã cố bắt tràn về xây, xây dọc rồi lại xây ngang, xây hồ bán nguyệt trong nàng sửa chân. Và tiếp theo xin mời cô dâu và sẽ trao nhẫn cho chồng của mình ạ. Và cô dâu của chúng ta thì cũng đã từng thỏ thẻ bên tai chú rể rằng anh ơi trăng tròn đẹp nhất cho rằng tỷ ta tháng tháng năm năm vẫn tròn. Vâng, xin mời cô dâu chúng để chúng ta sẽ cùng nhau nắm thật chặt tay nhau đi ạ. Nắm thật chặt tay nhau và quay mặt về phía khán giả đi ạ. Vâng, nắm thật chặt tay nhau và hứa với nhau một câu rằng sẽ cùng nhau đi đến suốt cả cuộc đời. Và trong giây phút trọng đại ngày nay, cho phép những người làm chương trình tôi thưa xin được trịnh trọng tuyên bố, kể từ giây phút này trở đi, cặp đôi chúng ta Ngọc Hiền và Văn Công chính thức lên vợ thành chồng. Một tràng pháo tay lớn của quý vị ạ. Đã kết thúc trao nhẫn cưới một kỷ vật thiêng liêng trong suốt cả cuộc đời của cô dâu của chú rể chúng ta. Và tiếp theo chương trình chúng tôi xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị và khách, chúng ta sẽ cùng nhau đến với một kỷ vật tiếp theo, đó chính là nghi thức là trao những kỷ vật thiêng liêng của những người bố, người mẹ, người anh, người chị, cô dì, chú bác để dành tặng cho cô dâu và chú rể trong ngày này, trong bạn trong buổi trưa hôm nay. Tiếp theo chương trình chúng tôi xin được trân trọng kính mời những món quà. Món quà đầu tiên chúng tôi xin được trân trọng kính mời món quà bố mẹ của cô dâu sẽ đến gửi món quà yêu quý cho hai con của mình. Xin được trân trọng kính mời.
kính thưa quý vị, vì hàng quà rất là nhiều thì khoan chúng tôi xin phép và tạm biệt chúng tôi xin phép và tạm biệt với khách. Chúng ta sẽ tặng hai món quà, một nhất là món quà, hai món quà tiếp theo xin được trân trọng kính mời món quà của gia đình cậu Thanh Phượng và món quà của gia đình chú Lục Bền sẽ đến đây gửi món quà yêu thương cho hai cháu mình. Xin được trân trọng kính mời. Tiếp theo chương trình xin được trân trọng kính mời cô dâu và chú rể chúng ta sẽ tiến về phía tháp bánh tình yêu để thực hiện
kết trái bằng hôm nay là chúng ta chứng kiến cho tình yêu đẹp đẽ đó. Xin mời phần phía sau của chúng ta, chúng ta sẽ cắt lần bánh thứ hai đi ạ. Cắt lần bánh thứ hai để chia đến toàn thể quý quan khách đã bớt chút thời gian và ngày của mình để chung vui cũng như để chúc hạnh phúc cho năm trong phía sau của chúng ta. Và xin mời phía sau chúng ta, chúng ta sẽ lại cắt lần bánh thứ ba đi ạ. Để ghi nhớ đến công ơn sinh thành và sử dụng của những bậc làm cha làm mẹ để có phía sau chúng ta có ngày hạnh phúc như ngày hôm nay. Ôi chào mừng lớn của quý vị trong những lúc cắt tiệc cưới với chúng tôi ạ. Thank you.
anh cho em xin một cái rượu đúng không? Tôi nói cả hết căn tử rồi. Vâng, tiếc quá đó. Không sao. À, chúng tôi tí nữa tôi sẽ hồi phục đấy bạn. Vâng, xin cảm ơn rất nhiều. Vâng, xin cảm ơn bạn đại tân. Xin mời toàn thể các bạn khách, chúng ta sẽ uống những chén rượu này để mời toàn thể các bạn khách một lần. Và bạn chúc cộng đồng thì chúng ta sẽ trăm năm tình viên mãn bằng cầu nguyện của tên. Áo hành hết từ đất qua bay bên đồng nữa. Hôm nay nhất định là không say không về quý vị nhé. Vâng, xin cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Xin mời em, chúng ta sẽ cùng nhau xuống cùng đặt tiền để nhận được chúc tất cả của tất cả.